Anh em có thể thấy là trên bàn Thành có một cái thương hiệu rất là mới trên kênh Kết Nối Tiêu Dùng ha. Chưa bao giờ Thành review thương hiệu này ở trên kênh hết. Đó là thương hiệu Detton, là một cái thương hiệu mà Thành đã có theo dõi tầm khoảng 2 năm nay để xem thử là chất lượng, độ bền và cái phản hồi của khách hàng như thế nào về cái thương hiệu này trước khi đưa lên kênh và chào bán ha. Như anh em biết thì thực ra Kết Nối Tiêu Dùng vẫn có bán những cái thương hiệu giá rẻ, dễ chịu, bình dân, ví dụ như là DCA hay là Total hay là Inco, nhưng mà Thành ít quảng cáo thôi, Thành không có đưa lên kênh mấy. Còn thương hiệu Detton thì là gần như là bây giờ nè Kết Nối Tiêu Dùng mới mở bán ha. Tất nhiên là Kết Nối Tiêu Dùng bán đầy đủ tất cả các mã hàng của Detton luôn, anh em hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn Kết Nối Tiêu Dùng là nhà phân phối chính thức Detton tại Việt Nam ha. Vừa rồi trước khi mà hợp tác thì Thành có cơ duyên được qua trụ sở chính và kho của Detton ở bên quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để mà tham quan. Thì kho khá là rộng và phòng bảo hành rất là đầy đủ ha anh em, cho nên là cũng rất yên tâm về cái khâu hậu mãi này kia của Detton. Điểm mạnh của Detton đó chính là số lượng mặt hàng rất là đa dạng, phong phú ha. Như anh em có thể thấy ở đây, trên bàn của Thành chỉ là một phần nhỏ trong số những cái máy móc công cụ của Detton mà thôi, nhưng mà nhìn đã rất là hấp dẫn rồi ha. Chúng ta có màu xanh, màu vàng, có thể xài chung chân pin Makita. Rồi đây là những cái máy màu vàng xài chung chân pin của Dewalt. Rất là tiện, những anh em nào mà chúng ta đã có sẵn pin Makita, pin Dewalt rồi đó thì chúng ta mua những cái thân máy này xài thêm khá là ok ha. Bảo hành chính hãng 6 tháng nha anh em. Ví dụ ở đây có những cái mẫu mà rất là hấp dẫn. Đây một cái con bu lông có lực xoắn vào là 1750 và lực mở ra là hơn 2000 Nm. Rồi những cái máy khoan như con này đi thì nó có lực xoắn lên tới là 120 Nm. Và nó có một cái tính năng rất hay, đó là chống kickback. Đây anh em coi. Rất thú vị đúng không? Đèn nháy nữa nè, cho chúng ta biết là nó bị kickback, nó bị ngừng đột ngột. Ví dụ như là đang khoan mà nó bị vấp chẳng hạn đi, thì nó sẽ dừng ngay đó, nó tránh cho chúng ta bị lật cổ tay. Rất là an toàn. Những cái tính năng này nè thì Thành thấy là rất ít hãng làm. Ví dụ như là chỉ có hiện tại là Bosch đó, nó có làm cái tính năng chống kickback này. Mà Detton là cũng có làm rồi, là rất là hay. Về công nghệ là Detton cũng khá là cập nhật ha anh em ha. Thành có so sánh tương quan giữa một số những cái mã mà nó cùng cái công lực với nhau, thì Detton và những cái hãng lớn thường Detton sẽ có giá chỉ khoảng bằng một nửa hoặc là 2/3. Có những mẫu thì còn rẻ hơn nữa nha anh em. Giá rất là dễ chịu. Chi tiết về từng mẫu máy thì Thành sẽ review kỹ hơn cho anh em trong thời gian tới. Còn trong clip này thì Thành chỉ muốn nói với anh em đó là Kết Nối Tiêu Dùng hiện tại đã bán tất cả các loại máy móc, sản phẩm của Detton rồi. Nên là anh em hoàn toàn có thể là yên tâm lựa chọn Kết Nối Tiêu Dùng để mà mua Detton nhé. Và trong thời gian mở bán này thì Thành sẽ có những cái voucher giảm giá rất hấp dẫn cho anh em, thậm chí là free ship ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Nên là nếu anh em quan tâm hay là muốn mua bất kỳ sản phẩm nào của Detton thì anh em có thể đặt hàng trên website hay là gọi vào số hotline, cũng như là anh em chat Zalo hay là chat Facebook với Kết Nối Tiêu Dùng ha. Hoặc là anh em để lại nhận xét ngay bên dưới video thì bên Thành cũng sẽ giải đáp cho anh em ngay. Cảm ơn anh em đã xem tới đây và anh em đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh Kết Nối Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.